Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con. Cô trò chúng ta lại gặp nhau trong buổi học ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu vào bài học, cô và các con sẽ cùng tham gia một trò chơi nhanh sau đây. Chúng ta sẽ có những từ ngữ mà cô sẽ cho các con và nhiệm vụ là các con sẽ sắp xếp thành những câu văn. Và bạn nào tìm được càng nhiều câu văn thì các con sẽ là người chiến thắng nhé. Các từ ngữ của cô như sau. Từ đầu tiên là từ bảo, từ thứ hai là từ nó, từ thứ ba là từ không, và thứ tư từ đến, thứ năm là sao. Trong một thời gian thật là nhanh, các con sẽ viết cho cô thật nhanh những cái câu theo thứ tự sắp xếp khác nhau nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có câu đó là gì nhỉ? À, chúng ta có thể sắp xếp là nó bảo sao không đến, hay nó bảo đến sao không bảo nó, rồi không sao bảo nó đến, hay không bảo sao nó đến. Còn cách khác là gì? Sao bảo sao nó không đến. Cách thứ 6, bảo nó đến không sao, sao không đến bảo nó. Cách thứ 8, sao nó bảo không đến. Câu thứ 9, không đến sao nó bảo. Và câu thứ 10, đó là sao không bảo nó đến. Vậy thì chúng ta thấy là chỉ với 5 từ ngữ thôi mà chúng ta đã xếp thành được 10 câu với nội dung và ý nghĩa khác nhau. Vậy thì việc lựa chọn trật tự từ trong câu có ý nghĩa như thế nào trong khi chúng ta tạo lập văn bản cũng như trong giao tiếp thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong nội dung bài hôm nay. Lựa chọn trật tự từ trong câu. Các con sẽ cùng mở cho cô sách giáo khoa trang 110 và bài lựa chọn trật tự từ tiếp theo để chúng ta sẽ cùng làm một phần luyện tập nhé. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần 1 la mã, nhận xét chung. Các con sẽ cùng đọc cho cô phần ví dụ trong trang 110 và trang 111 nhé. Ví dụ như sau. Anh Dậu uốn vai, ngáp dài một tiếng, uể oải chống tay xuống phản. Anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên, run rẩy cất bát cháo, anh mới kể vào đến miệng. Cai Lệ và người nhà Lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, Cai Lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền siêu, mau! Vậy thì, sau khi đọc văn bản này, các con sẽ lưu ý cho cô từ ngữ in đậm trong sách giáo khoa và sau đó chúng ta sẽ cùng trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Đó là chúng ta có thể sắp xếp những cái từ ngữ trong câu văn trên thành những cái câu văn nào có nghĩa khác mà nghĩa của nó không thay đổi. Đây chính là câu hỏi số 1 ở trong sách giáo khoa. Và khi mà chúng ta xét theo từng vế thì chúng ta sẽ thấy là gì? À, chúng ta sẽ có vế đầu tiên là hành động gõ đầu roi xuống đất. Vế thứ hai là danh từ, cũng là chủ ngữ của câu, Cai Lệ. Vế thứ ba là động từ thét. Và vế thứ tư là bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Vậy thì chúng ta thử thay đổi vị trí của các từ này xem câu văn sẽ thay đổi về ý nghĩa như thế nào nhé. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Câu đầu tiên chúng ta có thể thay đổi đó là gì đây? À, Cai Lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Hay chúng ta có thể đưa Cai Lệ thét lên trên đầu và sau đó chúng ta đưa cái vế gõ đầu roi xuống đất xuống cuối cùng. Cách thứ ba, chúng ta đưa động từ thét lên đầu câu và thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Cai Lệ gõ đầu roi xuống đất. Cách thứ năm, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ, Cai Lệ gõ đầu roi xuống đất, thét. Cách thứ sáu, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ, gõ đầu roi xuống đất, Cai Lệ thét. Cách thứ bảy, gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ, Cai Lệ thét. Vậy thì chúng ta thấy chỉ khi mà chúng ta thay đổi vị trí của A, B, C, D thay đổi cho nhau, chúng ta đã có những cái câu văn khác nhau. Vậy thì với mỗi cách thay đổi trật tự từ này đều mang đến một hiệu quả riêng và chúng ta sẽ chỉ ra hiệu quả trong mỗi trường hợp này nhé. Đầu tiên, ở trường hợp đầu tiên ta sẽ thấy là khi mà từ Cai Lệ được đảo lên đầu câu thì nó sẽ giúp liên kết từ câu trước với câu sau bởi cái động
cái hành động, cái danh từ chủ ngữ được nói đến ở đây xuất hiện cả ở câu trước, đúng không nào? Và hành động nói thét ở phía sau. Còn ở cách đổi từ thứ hai, chúng ta sẽ thấy câu này và câu thứ cách thứ tư đều có tác dụng, đó là liên kết với câu trước. Câu tiếp theo có tác dụng, đó là liên kết với câu sau. Từ thét được đảo xuống cuối câu, phải không nào? Thì ngay sau cái từ thét này được viết ra thì đằng sau chính là hành động quát nạt, mắng mỏ của tên cai lệ và người nhà lý trưởng dành cho vợ chồng chị Dậu. Tương tự như vậy thì câu 6 cũng có ý nghĩa như thế, là dùng để liên kết với câu sau. Còn câu cai lệ thét này thì vừa thể hiện bằng cái giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ, cai lệ thét thì vừa thể hiện được sự hung hãn của tên cai lệ, cũng như là để liên kết với câu sau. Và như vậy thì chúng ta thấy là với những cái cách sắp xếp trên thì nó cũng đạt được hiệu quả khi mà sắp xếp câu. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy rằng cách sắp xếp của Ngô Tất Tố vẫn tối ưu hơn cả. Vậy thì hiệu quả của việc sắp xếp như vậy là gì? Chúng ta sẽ cùng quan sát lại. Ví dụ, ta thấy rằng đầu tiên này, gõ đầu roi xuống đất, hành động được đặt ở ngay trên đầu câu để có tác dụng gì nhở? À, ta sẽ thấy là khi mà hành động gõ đầu roi xuống đất của người nhà lý trưởng, cái thủ tên cai lệ được đảo lên thì nó có hiệu quả, đó là nhấn mạnh về vị thế xã hội của người được nói đến, đồng thời thể hiện thái độ hung hăng. Bởi vì chúng ta thấy là trong phép giao tiếp thông thường, nếu lịch sự thì khi vào nhà của một người khác, chúng ta đầu tiên sẽ phải chào hỏi, đúng không nào? Thế nhưng tên cai lệ và người nhà lý trưởng này vừa đi vừa khua chiêng khua trống, và vào đến nhà cái là chúng làm sao? À, gõ cái đầu roi thể hiện cái vị thế của mình để ra ngoài, đúng không nào? Vậy thì đó chính là tác dụng đầu tiên của cách sắp xếp này. Cách sắp xếp thứ hai là đưa chủ ngữ cai lệ này, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn, thì chúng ta sẽ thấy tác dụng đó là liên kết với câu trước và câu sau đó. Như vậy ta sẽ thấy là cách sắp xếp này vô cùng chặt chẽ, không những đạt hiệu quả mà nó còn giúp liên kết giữa các vế câu. Như vậy, qua việc tìm hiểu ví dụ vừa rồi, các con đã hiểu ra việc lựa chọn sắp xếp các từ ngữ đã có hiệu quả như thế nào chưa? À, vậy thì ta sẽ tổng kết lại, đó là khả năng sắp xếp trật tự từ trong câu có thể thế nào? Có thể có nhiều cách sắp xếp, và mỗi cách thì nó đã đem lại một hiệu quả riêng biệt. Và điều thứ hai, đó là chúng ta khi mà nói hoặc là viết thì cần phải biết lựa chọn những từ ngữ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. Đó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ 1 trong sách giáo khoa. Các con sẽ đọc thật kỹ lại ví dụ này, lại ghi nhớ này giúp cô nhé. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 La Mã để tìm hiểu về tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong câu. Ở phần 2, một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ, các con sẽ đọc cho cô ví dụ trong sách giáo khoa trang 111. Ở ví dụ A, người nhà lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng, ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy xâm sập đến chỗ anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. Vậy thì các con sẽ thấy, đọc đoạn văn A, ta sẽ xem cho cô trật tự những từ ngữ trong bộ phận in đậm thể hiện điều gì. Các con để ý cho cô, thứ nhất, ở vế in đậm đầu tiên, đây chính là hành động của tên cai lệ. Và ở trong câu văn thứ hai, đây chính là những hành động và trạng thái của gì đây? À, của chị Dậu. Vậy thì tác dụng đầu tiên của việc chúng ta thể hiện cái sự thứ tự sắp xếp này có gì đặc biệt? Các con để ý đến hành động của cai lệ này. Đầu tiên là cai lệ đã giật phắt cái dây thừng, phải không nào? Rồi đến hành động thứ hai là chạy đến chỗ anh Dậu. Còn ở chị Dậu, khi mà nhìn thấy chuẩn hành động của tên cai lệ chuẩn bị hành hạ chồng mình thì chị Dậu đã phản ứng lại. Đầu tiên trạng thái của chị đó là xám mặt, và chị đang bế con mà, nên chị đã vội vàng đặt con xuống đất rồi sau đó đến đỡ lấy tay hắn. Vậy thì cái việc đầu tiên của việc, cái ý nghĩa đầu tiên của việc sắp xếp thứ tự từ ngữ như vậy là để thể hiện thứ tự trước sau của các hoạt động và trạng thái.
Còn ý nghĩa thứ hai, chúng ta có thể thấy những từ ngữ in, từ ngữ ở đây này, có từ hắn này và từ anh này, là tác giả đang sử dụng đại từ để thay thế. Vậy thì cách sắp xếp này còn có tác dụng đó là liên kết câu trước đó. Đó chính là ví dụ B. Chuyển sang ví dụ A, chuyển sang ví dụ B, các con sẽ đọc cho cô. Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng, uể oải chống tay xuống phản. Anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên, run rẩy cất bát cháo anh mới kề vào đến miệng. Cài Lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Ở đây chúng ta thấy từ ngữ in đậm có điều gì đặc biệt nhỉ? À, đầu tiên là Cai Lệ và người nhà lý trưởng. Vậy thì cái thứ tự sắp xếp ở đây nó được nhắc đến là thể hiện về cái thứ bậc và thứ tự xuất hiện trước sau. Khi mà Cai Lệ vào trước và Cai Lệ cũng là người có chức lớn hơn tên người nhà lý trưởng phải không nào? Còn tiếp theo này, với những roi song, tay thước và dây thừng, nó còn có thể hiện được đó là hành động tương ứng của các nhân vật khi sử dụng những cái đồ vật này. Và nó cũng thể hiện được cái trình tự quan sát của người được nhắc đến, đó là vợ chồng chị Dậu, đúng không nào? Vậy thì qua việc tìm hiểu ví dụ 2 này, ví dụ 1 này, chúng ta cũng gần hình dung ra được tác dụng của việc sắp xếp thứ tự trật tự từ trong câu rồi phải không nào? Và để nhấn mạnh hơn nữa về phần này, cô giáo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ thứ 2 trong sách giáo khoa trang 112. Các con sẽ cùng so sánh cho cô tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu in đậm dưới đây. Ví dụ A, gậy tre, trông tre, chống lại sắt thép của quân thù, tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, tre hy sinh để bảo vệ con người. Ví dụ B, gậy tre, trông tre, chống lại sắt thép quân thù, tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ nước, tre giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ làng, giữ nước, tre hy sinh để bảo vệ con người. Câu C, gậy tre, chống lại sắt thép quân thù, tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ nước, tre hy sinh để bảo vệ con người. Vậy thì chúng ta thấy cách sắp xếp trật tự từ này có khác nhau hay không? Các con sẽ cùng quan sát cho cô vào từng ví dụ nhé. Ở ví dụ 2A, chúng ta thấy là điểm giống nhau giữa các câu văn này đó là ý nghĩa cơ bản của câu không hề thay đổi. Nhưng nếu trong ở câu A thì chúng ta thấy câu văn vừa tạo được nhịp điệu và đặt được những cặp sóng đôi. Ví dụ giữ làng sẽ đi với giữ nước là đều có mấy âm nhỉ các con nhỉ? À, có hai vần phải không nào? Còn giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín thì lại có bốn âm tiếp, và như vậy nó sẽ tạo thành từng cặp sóng đôi với nhau. Tiếp theo, với việc tác giả sử dụng câu văn như vậy, ở ví dụ A thì nó vừa tạo được nhịp điệu hài hòa và có sự xen kẽ về nhịp điệu, dễ đi vào lòng người, dễ thuộc, dễ nhớ. Còn nếu như ở trong hai câu B thì lại đưa về có bốn âm tiết lên trước và bốn âm tiết, hai âm tiết xuống sau, thì cái câu văn này nó trở nên hụt hẫng và khó để đọc và khó tiếp thu, tiếp nhận phải không nào? Tương tự như thế, ở ví dụ C, khi mà giữ làng lại đi với giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín lại đi với giữ nước, thì giữa hai cái vế đó nó không có sự tương thích với nhau. Đó chính là ví dụ thứ hai trong sách giáo khoa. Và như vậy thì chúng ta sẽ chốt lại cái phần kiến thức ở trong phần 2 La Mã này. Ở phần 3 nhỏ bài học, đó là tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu. Thứ nhất, nó có tác dụng thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm, như thứ bậc quan trọng của sự vật hay thứ tự trước sau của hoạt động, trình tự quan sát của người nói. Tác dụng thứ hai, nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. Thứ ba, liên kết câu với những câu khác trong văn bản. Thứ tư, đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói. Đó chính là những tác dụng cơ bản. Và để các con có thể nắm vững kiến thức phần này thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần ba la mã luyện tập để củng cố lại nội dung toàn bài học nhé. Bài tập 1 ở phần luyện tập có nội dung như sau: giải thích lý do sắp xếp các trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây. Ví dụ A,
lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Ví dụ B. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến nước bình ca. Ví dụ C. Ấy cũng may cho cô, vờ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hay đội con gái thì khốn. Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần. Và chúng ta thấy ở ví dụ A thì cách sắp xếp này có gì đặc biệt nhỉ? À, văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta mà chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 7. Ta thấy là các thời đại lịch sử ở đây được sắp xếp theo đúng trình tự. Thời đại nào có trước thì được nhắc đến trước, thời đại nào có sau thì nhắc đến sau. Vậy thì việc sắp xếp trật tự ở đây có tác dụng đó là đã liệt kê ra các tên của các vị anh hùng theo thứ tự xuất hiện của các vị ấy trong lịch sử của dân tộc. Còn ở ví dụ B, chúng ta thấy này, nếu như theo trật tự sắp xếp thông thường thì chúng ta sẽ phải nói là gì đây? À, tổ quốc ta đẹp vô cùng, hoặc là tổ quốc ta ơi đẹp vô cùng. Nhưng tác giả đã đưa về đẹp vô cùng lên trước. Vậy thì ở đây có tác dụng là nhấn mạnh về vẻ đẹp của tổ quốc Việt Nam khi mà đất nước mới giải phóng và đang trên đà đi lên, trên đà phát triển, đồng thời thể hiện cái cảm xúc hãnh diện tự hào về quê hương của đất nước của nhà thơ Tố Hữu, phải không nào? Còn ở vế thứ hai này, nắng chói sông lô hò ô tiếng hát, đọc một câu thơ nhưng chúng ta lại thấy giống như một bài hát, giống như là có nhạc tính ở trong đó vậy. Vậy thì cách ở đây mà tác giả sắp xếp các từ là có tác dụng để gieo gần với nhau, tạo sự hài hòa, nhịp điệu cho câu thơ. Ở đây chính là gieo vần ở chữ hò ô và chữ sông lô, phải không nào? Đồng thời cũng tạo ra gợi được cái sự mênh mông của sông nước, sông trên dòng con sông lô, phải không nào? Đó là câu B. Còn câu C này, chúng ta thấy câu nói của nhân vật người con gái này, mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần. Và ở đây chúng ta thấy những cái từ nào đã được lặp lại ở câu hỏi trước đó nhỉ? À, từ mật thám này, từ đội con gái này. Vậy thì tác dụng ở đây khi mà lặp lại các từ đầu ở vế câu để tạo sự liên kết với những câu trước đó, đồng thời thể hiện được sự bất cần của nhân vật người con gái được nhắc đến. Đó chính là bài tập số 1 trong sách giáo khoa trang 112-113. Và sau đây chúng ta sẽ chuyển tiếp cho cô sang một trò chơi. Trò chơi này thì cô trò chúng ta cũng đã từng chơi rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ chơi lại một lần nữa để trả lời những câu hỏi của cô nhé. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Trật tự các từ và cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa những hoạt động và trạng thái mà chúng biểu hiện như thế nào? Các con có thể đọc cho cô đoạn văn như sau. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy, nhưng cũng có khi được cất giấu, kín đáo, trong dương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là phải làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Vậy thì chúng ta sẽ thấy từ ngữ in đậm ở đây này, giải thích này, tuyên truyền này, tổ chức này, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước ấy được mọi người đều được thực hành. Vậy tác dụng của việc tác giả sắp xếp trật tự này đó là gì đây? À, đó là gì? Các hoạt động này được liệt kê theo thứ tự trước và sau trong công tác vận động quần chúng để phát huy được lòng yêu nước. Chúng ta không thể nào mà tuyên truyền khi họ chưa hiểu được đó là cái gì, phải không? Vậy thì phải giải thích trước đã. Sau khi tuyên truyền được thì mới tổ chức và lãnh đạo họ, thì trong cộng đồng, trong quần chúng nhân dân mới thấu hiểu và thực hành theo được. Ở ví dụ B này, chúng ta sẽ cộng sang câu hỏi tiếp theo. B. Trật tự các từ
Ở trong ví dụ B, câu hỏi cũng tương tự như ở ví dụ vừa rồi, ở trong câu hỏi vừa rồi. Nhưng nội dung thì sao nhỉ? Gần đến ngày giỗ đầu của thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Trong đó, ngày đâu, mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính, còn bán cả vàng hương nữa. À, vậy ở đây chúng ta thấy từ in đậm này, đi bán bóng đèn vào những phiên chợ chính và còn bán cả vàng hương nữa. Vậy theo các con ở đây công việc nào là công việc chính nhỉ? À, chính xác, đó là công việc đi bán bóng đèn, đúng không nào? Còn vào những phiên chợ chính thì vào ngày thường là những ngày gần mùng 1 hoặc là ngày rằm thì người ta có nhu cầu đi lễ, đi cúng bái rất là nhiều. Nên người mẹ ở đây chọn thêm công việc đó là bán thêm cả vàng hương nữa. Vậy tác dụng ở đây đó là thể hiện thứ tự của bậc cái việc, việc chính nói trước, việc phụ nói sau. Câu hỏi thứ ba, vì sao các cụm từ in đậm dưới đây được đặt ở đầu câu? Cùng lắm ở nó có dở trò dở quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù hắn coi là thường. Ở đây chúng ta thấy ở tù đã được lặp lại với cái từ ở tù ở câu trước đó. Vậy tác dụng ở đây để làm gì đây? À, thứ nhất là để tạo sự liên kết và nhấn mạnh sự coi thường việc đi ở tù của nhân vật Chí Phèo. Câu thứ tư, vì sao các cụm từ in đậm dưới đây được đặt đầu câu này? Nguyễn Tuân có một kho từ vựng hết sức phong phú mà ông đã cầm cù tích lũy. Vốn từ vựng ấy trước cách mạng tháng 8, ông thường dùng để chơi ngông với đời. À, ở đây lại nhắc đến vốn từ vựng ấy. Vậy tác dụng ở đây cũng tương tự, đó là dùng để liên kết với câu trước. Đồng thời cũng nhấn mạnh về cái tài năng sử dụng từ ngữ của bậc thầy ngôn ngữ là Nguyễn Tuân. Câu tiếp. Chả mấy khi được lộc vua ban, chàng cứ thưa với làng giết thịt hai con trâu và đổ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn một con trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con và cha con ta chảy kinh lo liệu việc đó. Từ ở đây được lặp lại, còn một con trâu và một thúng gạo. Tác giả đã nó tác giả dân gian đã nhắc lại để khẳng định lại về cái việc là khi mà giết thịt số trâu còn trước đó rồi thì sẽ còn lại một con trâu và một thúng gạo để làm cái phí lên đường để gặp nhà vua, và ở đây có tác dụng là để liên kết với cái câu trước đó. Câu tiếp. Trong 10 năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ, một bên giành quyền sống, một bên giữ quyền sống. Cuộc tranh đấu kéo dài cho đến ngày thơ mới toàn thắng. Trong sự thắng lợi ấy, cũng có công những người tả xung hữu đột nơi chiến trường, nhưng trước hết là công những nhà thơ mới. Ở đây, chúng ta thấy từ lặp lại, từ ngữ trong 10 năm ấy này và trong sự thắng lợi ấy được đưa lên đầu câu. Vậy thì ở những cái từ ngữ này có tác dụng đó là gì? Liên kết với những câu văn trước đó, đúng không nào? Cũng đồng thời cũng là để nhấn mạnh về cái thời điểm, về cái sự thắng lợi đạt được, gặt hái của thơ mới. Phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong câu in đậm dưới đây. Bài thơ Qua đèo ngang của tác giả bà Huyện Thanh Quan. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trên đá, lá trên hoa, lòng khom dưới núi tiểu vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Ở đây chúng ta thấy trật tự từ có điều gì đặc biệt nhỉ? À, ở bốn câu này thì đều có biện pháp đảo ngữ nếu xét theo biện pháp tu từ phải không nào? Vậy còn ở đây khi mà sắp xếp các trật tự này thì cái ý câu trong phần in đậm được nhấn mạnh thứ nhất là để thể hiện được sự tiêu điều hoang sơ của cảnh đèo ngang khi mà đưa lom khom là cái tư thế của cái chú tiểu lên trước, đồng thời cái từ lác đác thể hiện sự thưa thớt của cảnh vật cũng được đặt lên đầu câu và ý cầu câu ở đầu sẽ được nhấn mạnh hơn. Tiếp theo, câu này còn thể hiện được sự đảo trật tự này còn thể hiện được cái tâm trạng buồn hoài cổ, đồng thời tạo được sự hài hòa về ngữ âm trong hai câu thơ sau. Đó chính là bài tập số 3 trong sách giáo khoa. Tiếp theo, các con sẽ cùng tìm hiểu cho cô câu hỏi thứ 6. Rất đẹp hình anh lúc
lúc nắng chiều, bóng dài trên đỉnh dốc treo leo, núi không để nổi vai vươn tới, lá ngụy trang gieo với gió đèo. Và ở đây ta thấy tác dụng ở đây là khi mà đảo cái tính từ để chỉ gì đấy, à trạng thái lên đầu câu để muốn nhấn mạnh vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng, vừa hiên ngang vừa anh dũng nhưng cũng rất hết sức lãng mạn, thơ mộng. Khi mà nói đến chiến tranh nhưng chúng ta lại không hề có cảm giác đây là một nơi hoang sơ này, rồi một nơi thật là đáng sợ, mà đọc lên chúng ta thấy hình ảnh của lá ngụy trang gieo với gió đèo, rồi hình ảnh của nắng chiều khiến cho hình ảnh của người chiến sĩ trở nên thật hùng vĩ và lãng mạn. Câu hỏi tiếp số 7. Hai câu sau có gì khác nhau? A. Tôi thấy một anh bọ ngựa trịnh trọng tiến vào. B. Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bọ ngựa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy ở câu A thì để miêu tả bình thường, còn ở câu B nhấn mạnh vẻ làm bộ quá mức của con bọ ngựa. Đó chính là câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa ở câu 4. Tiếp theo, hãy liệt kê khả năng sắp xếp các trật tự từ trong bộ phận in đậm trong câu sau. Cây tre Việt Nam, cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền, là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam. Vậy thì ta sẽ thấy là có những cách sắp xếp nào? Chúng ta chỉ cần đảo trật tự từ của những tính từ được nhắc đến ở đây thì chúng ta sẽ được tạo ra được những cái câu có thứ trật tự mới. Đầu tiên này, cây tre nhũn nhặn, thủy chung, ngay thẳng, can đảm, xanh. Cây tre thủy chung, ngay thẳng, can đảm, nhũn nhặn, xanh, hay là cây tre ngay thẳng, can đảm, thủy chung, nhũn nhặn, xanh, hoặc là xanh nhũn nhặn, có rất nhiều cách sắp xếp mà chúng ta có thể đưa ra. Vậy thì tại sao tác giả lại lựa chọn cách sắp xếp này đấy? À, tác dụng là gì? Chúng ta sẽ trả lời tiếp cho cô ở câu tiếp theo nhé. À, đầu tiên là nói về cái màu sắc của cây tre. Màu xanh là màu dễ thấy nhất, cũng là đặc trưng nhất khi mà chúng ta nhìn thấy những lũy tre ở làng. Và tiếp theo, nhũn nhặn là đang muốn nói đến về vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Tiếp theo, các tính từ ngay thẳng, thủy chung, can đảm là muốn nói đến vẻ đẹp bên trong, cũng như là những phẩm chất tiềm tàng của cây tre. Đó là gì đây? À, khi mà chúng ta thấy cái nào mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài thì chúng ta sẽ nói trước, còn phải tìm hiểu khám phá ở bên trong thì chúng ta sẽ nói sau. Thì đó cũng chính là ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự từ trong câu văn này. Câu tiếp theo, hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong câu văn cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng là gì? À, ở đây chúng ta sẽ thấy này. Thứ nhất, câu này đã đưa cái vế câu vị ngữ lên trước đúng không nào? Mày phải chịu 100 bạc trắng cộng với cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn để nhấn mạnh, để gây sự chú ý với người đọc, và đồng thời liệt kê các loại tiền mà cái đối tượng được nói, được nghe ở đây phải nộp thuế, phải nộp. Vậy thì đó chính là tác dụng của câu này. Còn câu tiếp theo thì sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Vì sao tác giả lại đảo cụm từ nhanh như cắt lên trước cụm chủ vị trong câu sau? Nhanh như cắt, chị dậu nắm ngay được gậy của hắn. Vậy thì chúng ta thấy là để tô đậm, để nhấn mạnh về cái tốc độ nhanh trong hành động của chị dậu. Đó là gì? Mặc dù chị là một người đàn bà đang nuôi con, đang bận con mọn, thế nhưng trong văn bản chị lại được miêu tả là một người đàn bà lực điền. Còn tên cai lệ và người nhà lý trưởng, mặc dù là những tên quan, thế nhưng lại không thể chống lại được cái sức của chị dậu. Và ở đây chính là để nhấn mạnh được cái tốc độ của chị. Nguyên nhân của việc sắp xếp thứ tự các cụm từ in đậm trong câu văn sau là gì? Hắn gắt gỏng với con, với vợ, với bất cứ ai, với chính mình. À, ở đây chúng ta thấy này, với con này, với vợ này, với bất cứ ai, rồi cuối cùng là với chính mình. Vậy tác dụng ở đây là thể hiện cái mức độ gắt gỏng tăng dần của cái nhân vật, thể hiện được sự khó chịu của nhân vật khi mà cái mức độ đấy ngày càng tăng dần, đúng không nào? Đầu tiên là với con là cái đối tượng mà chúng ta dễ gắt gỏng nhất, những đứa trẻ, sau đến vợ này, rồi đến mọi người, và khi với bản thân mình mà chúng ta cũng gì, cũng nổi cáu, cũng tức giận và chà đạp lên nó, thì cái chứng tỏ là cái mức độ cỡ nóng giận lúc này đã lên đến đỉnh cao, phải không nào?
Tiếp đó này, so sánh ý nghĩa của câu sau. Câu 1, anh đi Hải Phòng khi nào? Câu 2, khi nào anh đi Hải Phòng? Vậy ở câu đầu tiên chúng ta thấy cái việc đi Hải Phòng này nó đã diễn ra chưa nhở? À, đã diễn ra. Còn câu B, khi nào anh đi Hải Phòng? Thì cái việc gì đấy? À, cái việc sự việc này chưa diễn ra và người hỏi đang muốn biết cái thời điểm mà người này sẽ thực hiện hành động, được chưa nào? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ về nhà sẽ làm cho cô một bài tập sau đây để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách sắp xếp trật tự từ trong câu. Bài tập của cô giao cho các con như sau. Hãy viết đoạn văn khoảng 7 câu, 6 đến 8 câu về một trong các đề tài sau và giải thích cách sắp xếp trật tự từ ở một trong những câu trong đoạn văn mà các con đã viết. Thứ nhất, đó là chúng ta có thể chọn đề là lợi ích của việc đi bộ đối với sức khỏe. Và thứ hai là lợi ích của việc đi bộ đối với việc mở rộng hiểu biết thực tế. Đó là hai đề mà các con có thể lựa chọn. Và các con cũng nên tập quen dần với việc mà chúng ta sử dụng những cách sắp xếp phương pháp viết đoạn văn, ví dụ như là thực hiện cách viết đoạn văn diễn dịch này, hay là quy nạp hay tổng phân hợp vào những đoạn văn để khi chúng ta lên lớp 9, chúng ta thi vào lớp 10, chúng ta sẽ làm quen dần với những hoạt động viết đoạn văn như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tổng kết lại nội dung toàn bài bằng cách vẽ cho cô sơ đồ tư duy nội dung bài học để củng cố lại kiến thức nhé. Và cô chúc là các con sẽ luôn có tìm được niềm vui trong học tập, cũng như đặc biệt là bộ môn ngữ văn. Và cô xin chào, hẹn gặp lại tất cả các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.